Hello anh em, hôm nay mình sẽ dắt anh em đi thử một chuyến đi mua xe của mình nha anh em nha. Đó, bây giờ là mình với anh đệ mình chuẩn bị đầy đủ nè, chuẩn bị xuất phát từ nhà mình nè nha. Đó. Mình bắt đầu, đây là đường Võ Văn Kiệt nha anh em. Không, đây là chuẩn bị là mình đi ra đường Võ Văn Kiệt để mình đi thẳng mình về đường Phà Cát Lái nha anh em. Trời sáng nhưng mà Sài Gòn rất là đông đúc, xe cộ rất là nhiều. Đó, còn đèn đường là anh em nhắm tầm là cỡ 5 giờ rưỡi đó anh em. Đó, anh em coi là Sài Gòn sáng sớm. Rồi khúc này quay sao mình quay quay thẳng luôn anh em ạ. Mình chịu khó xem dùng xíu. Hay là mình đang cũng còn trên Võ Văn Kiệt. Tới đây là vô hầm nè anh em. Thêm nha anh em, chạy một xíu nữa là vô tới. Hôm nay là mình đi thu một con xe mà cũng quen nha anh em, tiểu H2 nha anh em, đặt là tuổi tiểu H2 nha. Xé xíu nữa là anh em sẽ xem tới kiểu cuối clip là anh em sẽ hình dung ra nha anh em, sẽ biết nó là xe gì nha anh em nha. Anh em chịu khó nha đó, anh em cùng tôi ngắm cảnh ở đó, trên là Vitico nha anh em, trên là tòa nhà Vitico đó anh em, cao thứ nhì đó. Rồi chuẩn bị vô hầm thì anh em ở Sài Gòn thì biết cái hầm này, còn anh em nào ở tỉnh thì chắc người biết người không. Đây là nóc hầm này thì có giờ quy định hết nha anh em nha, chứ không phải là lúc nào muốn đi là đưa nha anh em. Nó nghĩ là hình như là khi cỡ 11 giờ tới 5 giờ là nó đóng cửa hầm á, không có đi được, giờ này mới đi được nha anh em nha. Rồi khúc này thì anh em đi từ tốn nha anh em, thì khúc này hay có công an giao thông đó, công an giao thông các lái hai gì đó hay bắt lắm nha anh em nha. Rồi khúc này là ra khỏi hầm rồi nè anh em, trời rất là đẹp sáng sớm, anh em nhớ theo dõi nha, thách cuối clip nha. Rồi khúc này là qua tới cầu, thấy đẹp quá, quay chứ không có gì hết á, thấy sông nước đẹp quá, Sài Gòn đẹp quá. Này là đảo Kim Cương, chuẩn bị qua Phà Cát Lái anh em, đi hết cái này tới Phà Cát Lái. Còn tới phà rồi nè, thì vé là hai người thì vé lên phà là sẽ 4.000 người, còn người ngồi sau là 1.000 nha anh em. Người ngồi sau cũng tính tiền nha anh em, ngồi sau tính tiền như là người đi bộ đó lên phà. Đó, quay cảnh khi ở trên phà nha anh em, rồi sông nước mênh mông luôn nè, này nhảy xuống bơi cái là mát mẻ luôn anh em, bơi cái là mát mẻ luôn nha anh em nha. Đấy, quay cho anh em coi cảnh tuyệt vời anh em ha. Rồi bây giờ mấy phút lăn tăn rồi thì bây giờ mình bắt đầu xuống phà. Đấy, xuống phà này là mình chở thằng đệ mình nha, đệ mình nó quay. Đấy, nó quay cái gì đâu không hả anh em, nó quay mấy cô chú công nhân đi làm việc nè. Rồi hello anh em, mình là Minh Biker đây, sau một chuyến đi dài thì đã tới rồi nha anh em. Coi được xe rất nhiều đồ chơi nha anh em. Có quýt ship luôn nha anh em. Điều chủ hơi ở dơ xíu nha anh em. Hơi dơ xíu, xe có quýt ship trước sau luôn nha anh em. Quýt ship đi rất là sướng nha anh em. Con này nhìn giống H2 nha anh em. Đồ chơi, đồ zin đầy đủ luôn anh em, nhìn rất ngầu. Nó hơi dơ chút xíu, ốp lốc máy nè, đó đầy đủ đồ chơi luôn, nhìn rất là đẹp. Anh em nào ân cứ hú mình nha. Test đi em, test mấy cái kia, test mấy cái chức năng trên đồng hồ. Coi thử mấy cái này nè, chạy nó sao nó tắt hết là được đúng không? Thì coi đi. Đi có một xíu mà bụi ghê anh em, bụi má vô lỗ mũi khó chịu quá.
chút ra công chứng rồi rồi đổ xăng đầy bình hai xe đã rồi gói đồ Vinh lại cho anh mượn cái băng keo nha. Khu này mà chơi xe buồn hiu luôn á anh em, nhìn nó hiu quạnh. Này là tiểu H2 đâu, đắt đó đúng không? Ok, tiểu H2 nè anh em, xe có 3 chìa khóa nha anh em, xe này có tới 3 chìa khóa nha, một chìa nè, đây hai chị đồ zin còn đủ nha anh em. Chị zin đâu rồi? Đây nè. Nè. Biển số mới bóc luôn nha anh em. Yên solo đồ zin bộ zin. Đồ zin đầy đủ à. Mang bó hoa phơi nắng chứ không phải đưa hoa luôn. Xe bó hoa luôn. Rồi ok anh em ạ. Giờ mình đi ký giấy xong mình về. Xa quá anh em, ở trong đây Bà Rịa mà Bà Rịa ở khúc trong hốc nữa. Xa lắm. Lộn này thôi. Đầu. Giờ mặt mình rất là móc anh em. Đi từ khuya tới giờ, từ sáng sớm tới giờ bụi bặm không à. Mình ghé lại đây mình ăn bún chả cá. Quay gần gần đây nè, quay tới bún. À. Đây là bún chả cá, mình ghé vô ăn đại nè. À. Thì nhiều anh em sẽ hỏi con này nó có lên wood chip nha anh em. Con này có lên wood chip. Nhiều anh em sẽ hỏi wood chip là gì, thì wood chip cũng giống như con cá mập của mình á, thì nó sẽ hỗ trợ sang số nhanh. Khi mà anh em đi vô độ này á là anh em đá nó sẽ kêu bật là anh em đá số ở cặp bóp con, hiểu không? Anh đá anh em xuống và quên con này mình chưa test là lên xuống không? Wood chip lên hả? Có chiều lên thôi đúng không? À wood chip một chiều á anh em. Con này lên wood chip rồi nha. Cho anh em ăn thử miếng bún nè, mời anh em ăn miếng bún nè. Thì bún chả cá thì bún chả cá nó có mùi chả cá. Đúng không? Rồi, để ăn cho anh em nè. Đậm bánh xanh thì dai. Để thử miếng chả nha. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Chả không là chả không? Chả có mùi chả. Nói ghê rồi. Cũng ok anh em, ăn nó cũng bỏ miếng ớt này vô cho ngon. Ngọt, ngọt giống như canh cải vậy. Này ngon nè, này ngon chả bằm không đúng không? Ngon. Rồi thôi anh em mình ăn rồi chuẩn bị tranh thủ về Sài Gòn.